em là ai và kinh nghiệm công việc của em như thế nào? Ờ, em là Linh Vector Và kinh nghiệm của em là cái nhiều nhất thì là ở trong mảng sáng tạo content Kinh nghiệm đến bây giờ là khoảng 5 năm, hơn 5 năm ừ. Và trước đấy em có là một số công việc nhỏ nhưng mà nó quá nhỏ Có thể có một cái công việc khác uh, trước khi chuyển chính thức chuyển sang làm content creator là làm dạy tiếng Anh Từ, trợ giảng xong lên thành giáo viên nó Cũng khoảng kéo dài khoảng 2-3 năm Tại sao em lại lựa chọn cái công việc này? em nghĩ là nó là một cái khoảnh khắc mà những kiểu nghề chọn người thì đúng hơn lý do là bởi vì uh, hồi nhỏ em là một đứa không phải là quá giao du không hay ra ngoài chơi nhiều với cả mọi người mà em thường xuyên ở nhà kiểu xem tivi xem phim nói một cách thẳng ra là kiểu xem phim và xem video là kiểu tiêu thụ nội dung và lớn lên khi mà bắt đầu tiếp xúc với mạng thì em bắt đầu xem những cái uh, video ở trên youtube nhiều hơn và một trong những người đầu tiên em xem là PewDiePie thì từ hồi đấy em đã luôn băn khoăn và tư duy về việc làm thế nào để mình có thể làm được những cái sản phẩm như họ và được kiểu hàng triệu người xem thì uh, nó là luôn là một cái kiểu ấp ủ và em muốn làm những cái đấy thì uh, về sau em nghĩ là cái khoảnh khắc mà nghề chọn người là khi mà em em thích phim và em tìm một số kênh liên quan đến content liên quan đến phim ở Việt Nam và em phát hiện ra phim Và em nhắn tin e tôi join được không và em được nhận vào nội dung đầu tiên giúp nhiều người biết đến em là gì và cảm xúc của em khi đó như thế nào cái thật sự khiến mọi người biết đến em là một cái video bây giờ nó vẫn còn đang ở trên youtube là video review uh, dark season 1 đấy là video đầu tiên mà em viết kịch bản từ đầu cuối em tự thu âm và em tự edit và hiện tại nó vẫn đang ở trên kênh phim phim và nếu mà mọi người xem cái đấy thì mọi người sẽ thấy một cái sự khác biệt vô cùng lớn trong cách ví dụ uh, cách viết và cách giao tiếp cách nói cái giọng và bây giờ hồi đấy như một kiểu như một cô bé chưa dậy thì ở trong giọng trong video Tại sao lại là cô bé? Bởi vì anh cứ xem bây giờ anh biết <laughs> Khoảnh khắc em nhận ra ảnh hưởng của những gì mình đang làm lên người khác Chắc đó là một vài những cái sự kiện khác nhau Thì đó là chắc là một lần đầu tiên em với các team phía phim đi vào trong Hồ Chí Minh Và thực hiện một cái buổi offline Và buổi offline đấy có rất nhiều các bạn ý Có khoảng 40-50 người gì đấy Và hầu hết tất cả mọi người đều rất là nice, rất là kiểu đón nhận em và cả mọi người và mọi người còn chia sẻ là mọi người còn rất thích những cái cá tính đặc trưng những cái nội dung mà em chọn và mọi người kiểu một vài người là còn tò mò đến mức mà họ có lên Facebook họ search kiểu trang cá nhân và kiểu gần như là xem toàn bộ trang cá nhân của mình ở các cái nền tảng khác nhau để biết được là cái người tạo nội dung ở đây là ai cái sự kiện đấy nó khiến em nhận ra là cái content mà mình làm kể cả mình không nói quá nhiều về về gia đình của mình thì những cái người mà họ đón nhận được họ vẫn có thể hiểu được mình là ai qua đấy và sau đấy thì có một vài những cái sự kiện lắt nhắt nhỏ hơn là em cũng nhận được những cái bức thư, những cái món quà từ những fan hâm mộ, những cái lời cảm ơn này, những cái lời trân trọng gửi đến cho em bởi vì, vì kiểu cái mảng content về phim thời gian đấy là một cái mảng mà mặc dù nó không quá mới nhưng mà khá là ít người ở Việt Nam họ thật sự làm vì đam mê và... và em cũng hơi may mắn là kiểu mình thành công được ấy, mình nổi tiếng được vì mình thật sự nghiêm túc và luôn cố gắng hết sức với những gì mình mình làm và khán giả họ cảm nhận được cái đấy và họ chia sẻ cái sự trân trọng của họ dành cho mình Link vector ở trên mạng với link vector ở ngoài đời thì có giống nhau không? Có, nếu mà nói chung là nếu mà link vector mà người viết kịch bản và người đứng sau duyệt các kịch bản thì sẽ là một người rất là cương quyết và là một người gọi là gì nhỉ? Không bao giờ nói hớ một cái gì cả, tất cả mọi thứ nói ra đều phải được căn chỉnh 77 49 lần và tất cả mọi thứ đều phải có backup đầy đủ mạng xã hội cá nhân trang cá nhân của Linkvector thì nó sẽ thoải mái hơn một tí nhưng mà nó vẫn là một hình ảnh được căn chỉnh khá là cẩn thận chỉ là nó ít cẩn thận hơn những cái content mà em tạo ra còn link vector ở ngoài đời nếu mà ai đã tiếp xúc với em rồi thì em không quan tâm đến hình ảnh của em lắm kiểu em có thể uh, mặc một cái áo rất là nhiều lên hình hoặc là em có thể mặc quần đùi đến một cái sự kiện rất là quan trọng và nói chuyện nó cũng sẽ thoải mái hơn Nói chung là nó là các phiên bản khác nhau của mình nhưng mà cứ cho là từ trên mạng từ xa dần thì có sẽ có rất nhiều lớp để nó bảo vệ mình và càng đi vào sát ví dụ mọi người ngay cạnh thì nó không có một cái tường nào bên cạnh xung quanh cả. Đây lý do tại sao mà áo em hôm nay khá nhiều đúng không? <cười> <cười> em thấy nó bình thường mà. <laughs> một khoảnh khắc em phải đối diện với sự phản đối hay đánh giá tiêu cực mà em nhớ mãi. Có một số cái nhớ Uh, một số những cái đầu tiên mà khiến em cảm thấy thật sự cảm thấy um, như kiểu buồn và tổn thương đó là khi mà mọi người bắt đầu công kích uh, việc em ít tóc <laughs> không phải đâu sorry <laughs> đến bây giờ nếu mà để nghĩ lại về hẳn một cái tình huống hoặc là một cái content cụ thể mà điều đấy xảy ra thì hơi khó nhưng mà có một cái phản ứng chung đặc biệt là hồi trước làm những cái liên quan đến review và phân tích phim có một cái em luôn nhớ là rất nhiều người comment nói là đặt những câu hỏi như kiểu bạn là ai mà bạn dám kiểu đưa quan điểm về phim của tôi bạn không có quyền đánh giá những cái sản phẩm này nói chung là về tuổi đời thì vẫn là một thằng bé vắt mũi chưa sạch không có được đào tạo một cách bài bản không có kinh nghiệm thì bạn là ai mà bạn dám kiểu đưa quan điểm của bạn về các vấn đề này các vấn đề kia và bạn là ai mà bạn dám kiểu phân tích uh, những cái góc nhìn này góc nhìn kia về phim trong khi cảm nhận của tôi nó thế này cơ mà cái uh, suy nghĩ của tôi nó thế này cơ mà thì điều gì kiểu tại sao tôi lại phải nghe bạn thì em nghĩ những cái comment nó đi theo cái chiều hướng như thế thì nó là những cái comment khiến em nhớ nhất bởi vì nó giúp em định hình lại được những cái điều mà mình muốn nói mình nên nói và cái cách mà mình nói nó mình cũng cần phải được thay đổi và cải thiện theo thời gian như nào cái việc mình cho là mình đúng tức là một cái sự thật mà mình tin là đúng nó cũng không quan trọng bằng việc cái cách mà mình truyền tải sự thật đó đến cho mọi người thì uh, càng về sau thì em càng tập trung nhiều hơn vào cái truyền tải bởi vì càng lớn thì càng thấy khá là khó để tìm ra cái nào mới thật sự là sự thật đâu là một khoảnh khắc mà em cảm thấy muốn dừng lại có thể đấy là sáng nay khi mà trung mà thức kêu và em đã đặt lấy bàn cân là tôi có thật sự cần công việc này không <laughs> cùng em vẫn à. ở đây, cuối cùng em vẫn ở đây. Để em lựa chọn, lựa chọn. <laughs> em đùa ấy có hai cái, um, uh, một cái uh, công việc này. Uh, ok, uh, disclaimer, warning cho các bạn nhé. là hai câu chuyện một cái nó sẽ khá là buồn. thì uh, nó sẽ đều liên quan đến cái quá trình của mình làm việc ở phim. thì có một cái sự kiện khiến mình cảm thấy muốn gần như là dừng nhưng mà không phải là dừng tất cả mọi thứ không phải là kiểu dừng cuộc sống của mình đâu mà là mình dừng tập trung vào những cái liên quan đến công việc để mình đầu tư nó vào những cái như là gia đình người thân và bạn bè nhiều hơn bởi vì đấy là khoảng thời gian sau khi một người bạn rất là thân của mình đột ngột qua đời và lúc đấy mình rất nhiều cảm xúc đã trải qua trong trong người của mình và mình lúc đấy là mình đã phải xin từ một vị trí quản lý làm việc liên tục với rất nhiều người và mình đột ngột mình lùm phát xuống thành part time và mình gần như là còn không lên văn phòng và mình chỉ tập trung việc viết thôi tức là mình chỉ muốn tập trung ở trong cái thế giới của mình để mình xử lý tất cả những cái mà mình cần xử lý về mặt cảm xúc và để mình gần như là mình sắp xếp lại cái những cái ưu tiên trong cuộc sống của mình để nếu mà chẳng may có một cái trường hợp như thế nó xảy ra nữa thì mình sẽ không có một cái hối tiếc nào trong cuộc sống bởi vì cái sự kiện cái 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 chết của người bạn kia nó khiến mình nhận ra là mình đang sống cuộc sống mặc dù mình tập trung vào những thứ mà mình nghĩ là mình quan trọng nhưng mà mình đang bỏ lỡ rất nhiều những cái mối quan hệ rất nhiều những cái cái gọi là những cái mà mình sau này mình nghĩ lại thì mình thấy nó là những cái tinh túy nhất của cuộc sống ấy nó là những cái tiếng cười của bạn bè này xong rồi những, những khoảnh khắc mà mình có với cả những cái người bạn những cái người mà họ đã đến với cả cuộc sống của mình Ví dụ mình sai với cả người khác nhưng mình lại chưa có cơ hội để mình nói lời xin lỗi với họ Thì sau đấy là mình đã gần như là drop off phê phim một khoảng thời gian để mình sắp xếp lại thứ tự Và mình gần như là cũng thay đổi về cách mình sống Thì đấy là sự kiện đầu tiên Sự kiện thứ hai là thời gian gần đây Thật ra là nó là khoảng vào giữa năm trước Đó là cái khoảng thời gian mà mình quyết định nghỉ về phim Thật ra đấy là một... đúng rồi, nó là quyết định nghỉ Thì... Mình làm phê phim khoảng 4 năm rưỡi. Ờ, trong khoảng thời gian đấy thì mình làm rất là nhiều công việc khác nhau. Càng về cuối thì mình càng bắt đầu bị suy nghĩ, nó giống như kiểu một cơn bão của khủng hoảng hiện sinh tự nhiên nó ập vào mình ấy, ở cái giai đoạn uh, 25 26 tuổi và mình đặt ra những câu hỏi như là ok, năm uh, 5 năm nữa mình 30 tuổi rồi, lựa chọn của mình cho cuộc đời sẽ là gì? Mình muốn trở thành ai, mình muốn làm công việc gì? Và những cái mà mình có ở thời gian hiện tại nó có đủ để cho mình thực hiện tất cả những cái ước mơ của mình không? nếu mà ước mơ của mình là nó là chạy ra ngoài kia nó làm rất nhiều thứ khác nhau thì những cái mà mình đang làm nó có hỗ trợ cho việc mình đạt được cái mục tiêu của mình hay không bởi vì thời gian đấy là mình làm rất là nhiều thứ khác nhau cái năng lượng của mình nó bị dồn trải rất nhiều mảng và mình thấy là nếu mà mình không thu gọn cái năng lượng đấy vào nó không có một cái sự tập trung nó không được cấu thành một cái nét vẽ đẹp chi tiết cụ thể thì lúc đấy sau một khoảng thời gian trao đổi với cả mọi người và cũng gọi là cũng có nhiều khó khăn trong công việc nó xảy ra thì mình đi đến quyết định là ok chúng ta đã có duyên với nhau nhưng mà đây là lúc có vẻ có lẽ là duyên chúng ta cũng đã hết và mình đã quyết định nghỉ việc và chơi điện tử liên tục trong vòng 2 tháng để 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 để, để gọi là xử lý tất cả những cái mà mình có trong người và xong sau đấy thì mình xuất hiện ở đây sau khi sau 2 tháng tìm đến điện tử nhưng mà cuối cùng còn stress hơn vì thua quá nhiều đúng không em? Thôi oh, em chạy thử và em em leo rank, em leo rank rất nhanh. Em leo được nếu mà ai chơi Dota sẽ biết là mình leo được từ A 1 cho đến Legend 3. Đấy là nó khoảng chắc là phải hơn 1000 rank trong vòng 2 tháng. Và mình nghĩ là ok nếu mà mình ví dụ mình đã tập trung năng lượng của mình vào một cái ví dụ như là nó chơi game và mình có thể đạt được một cái thành công nó rất là nhanh trong một khoảng thời gian rất là ngắn như thế thế thì hay là mình dồn vào một cái mà nó thật sự có giá trị vào cuộc sống của mình hơn đó là công việc nó là những thứ mà mình thật sự muốn theo đuổi và đây là khoảnh khắc mà dừng lại một cái lại sắp xếp lại ưu tiên thêm một lần nữa và đặt một cái mục tiêu cụ thể một cái điểm đến cụ thể trong cuộc sống của mình muốn đến và gần như là cắm đầu cắm mặt chạy thẳng theo nó và không cố gắng gạt hết tất cả những cái mất tập trung ở bên ngoài để lao đến mục tiêu gia đình có ủng hộ em khi mà em theo đuổi công việc sáng tạo nội dung không Thời gian đầu khi mà em giải thích cho mẹ em là mẹ ơi con làm video ở trên YouTube. Phản hồi của mẹ em là mày bị điên à. Vì trước đấy là em làm dạy tiếng Anh và thu nhập của em ở thời gian đấy với cả cái lứa tuổi đấy, em nghĩ là cũng khá ổn, thậm chí là em nghĩ là cái khoản lương mà em kiếm được nó cao hơn mặt bằng chung của những người bằng tuổi em. Khá khá. Nhưng mà mặc dù em rất là thích cái việc được tương tác và được gọi là Uh, có một cuộc sống ổn định như thế nhưng mà sau đấy kiểu vắt tay lên chán nhiều lần và suy nghĩ thì bắt đầu nhận thấy là nó không dành cho mình mình muốn một cái mà công việc của mình nó được thay đổi liên tục theo thời gian nó không bị lặp đi lặp lại và khi mà em nói với cả mẹ em là muốn nghỉ muốn nghỉ công việc ổn định lương khá là cao để theo đuổi một công việc một dấu hỏi chấm ở một mảnh đất mới và thậm chí là lương còn thấp hơn thì đấy phản hồi là mày bị điên à sau khi suy nghĩ rất nhiều option mình có thể làm thì em nó quyết định là ok. Đây là thứ mà tôi thật sự theo đuổi thì nếu mà tôi chưa thể thuyết phục cô được từ lúc này thì tôi sẽ thuyết phục cô bằng thời gian và bằng sự kiên trì và bằng những nỗ, nỗ lực của tôi. Sau khoảng 1 hoặc 2 năm thì em bắt đầu có được những cái thành công nhất định trong cả công việc và trong cả về gọi là fame. Thì lúc đấy bắt đầu quay lại giải thích cho mẹ là ok cái công việc cô đang làm nó có thể chạm đến những cái cột mốc này trong tương lai bởi vì thế giới đang dịch chuyển rất là nhiều và nếu mà nhìn vào bảng lương thì nó cũng đang thay đổi dần theo thời gian thì xong sau đấy mẹ em và gia đình mới bắt đầu có niềm tin hơn vào một tí nói chung là nó là một cái quá trình rất là khó nhưng mà đến bây giờ thì gần như là gia đình và mẹ là tin một trăm phần trăm vào gần như là tất cả các quyết định bởi vì mọi người chắc là cũng hiểu được tính của em rồi là một khi em tập trung vào cái gì thì em phải có được nó bằng mọi cách có thể Nói chung là em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em chưa đạt được cái mà em muốn. Câu hỏi cuối cùng, em có lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn theo đuổi công việc để trở thành một người sáng tạo nội dung không? Chết rồi, đây vẫn là, thật ra đây là vẫn là những cái mà em search hàng ngày ở trên YouTube ấy. <laughs> nó vẫn là kiểu tôi làm thế nào để tôi có thể tạo content tốt hơn, làm thế nào để tôi có thể trở thành viết Mr. tốt hơn, đúng rồi, làm thế nào để tôi có thể, hôm trước vừa search, làm thế nào để tôi có thể làm content như Casey Neistat nice xong. Tức là nó là một câu hỏi mà em nghĩ là cái mà em có để offer cho những cái bạn đang xem video này thì nó là một cái một cái gọi là kinh nghiệm đến giai đoạn này thôi chứ nó không đúng được mãi mãi đâu nhưng mà đến thời điểm này nhá nếu mà làm content creator muốn làm thành công ở content creator muốn có được một cái sự nghiệm ổn định đi thứ nhất nên nên dũng cảm nên 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 biết chọn lựa những cái ý tưởng của mình biết chắt lọc những cái ý tưởng của mình và một khi mà mình thật sự tin vào cái hướng cái ý tưởng của mình có thì nên dũng cảm chạy theo nó bởi vì phần lớn khi mà mọi người nghe một ý tưởng hoặc là một cái ý tưởng mà mọi người chưa nghe bao giờ thì mọi người sẽ có một cái phản ứng là cái cái đấy nó sẽ không hiệu quả đâu, nó sẽ không thể làm được đâu. Nếu các bạn xác định là một content creator thì hãy quen với cả việc người khác nói rằng mình không thể làm cái này hoặc không thể làm cái kia. Bởi vì có thể là cái công việc của họ, cái cái lối sống của họ những cái mà họ biết nó nó không giúp họ chấp nối được những cái điểm khác nhau để có thể đi đến cái kết luận là cái mà bạn cái ý tưởng của bạn có nó có thể hiệu quả đó là hai cái luồng tư duy khác hẳn nhau nên là cái đầu tiên là nên dũng cảm với những cái mà mình thật sự tin vào và chạy theo nó bởi vì trường hợp tệ nhất có thể xảy ra ở đây là bạn sẽ có một câu chuyện để kể trong người khác là tôi đã thử ý tưởng này và nó thất bại có thể nó thất bại với tôi nhưng mà bạn có thể làm nó tốt hơn tôi và bạn sẽ thành công thì đấy là cái đầu tiên phải dũng cảm cái thứ hai là nên dũng cảm một cách có chuẩn bị, có có tính toán một tí, là không phải là dũng cảm và kiểu muốn vui và nhảy từ trên một cái máy bay xuống mà không có dù, mình nên tính toán là tôi đang nhảy từ mốc như nào và tôi cầm một cái dù nó lớn đến mức nào và hướng gió hôm nay đang như nào, hôm nay trời có sấm sét hay không, Tức là mình nên xem xét đầy đủ xem là cái thiên thời địa lợi này cái xu hướng vận chuyển của của tất cả mọi thứ, cái ví dụ một cái đơn giản thôi là kiểu cái trend content mà tôi đang muốn làm hiện tại nó đang là như nào thì nên cân nhắc hết tất cả những cái đấy và đặt ý tưởng của mình vào đấy và nghĩ ra những cái trường hợp những cái giả thuyết uh, khác nhau ví dụ như là rất là tốt bình thường hoặc là rất là tệ và cố gắng lên được kế hoạch cho cả ba trường hợp đấy là tốt nhất cái cuối cùng là cái này cái này là cái mà mình vẫn đang cố gắng hàng ngày là phải tập trung và bền bỉ và phải mặc dù nghe nó hơi mâu thuẫn nhất tức là mình lúc nào cũng muốn làm một cái mới và không bằng lòng với sự ổn định nhưng mà phải học được cách để làm một thứ lặp đi lặp lại theo thời gian đến khi mình có thể làm nó cực kỳ tốt hoặc là đến khi mình có thể giúp được cho một người khác làm cái công việc đấy tốt y hệt như mình lúc đấy mới nên chuyển sang làm một cái mới thì mình nghĩ là mình có một cái lời khuyên thứ ba đó là nên cực kỳ bền bỉ với những thứ mình làm bởi vì đến cuối ngày, đến cuối đời đi, nhưng cái mà mình làm nó sẽ là một cái một cái trò chơi siêu dài. Nó là một cái infinite game, chứ nó không phải là một cái ván cờ mình chơi 20 phút là xong, mà nó sẽ là liên tục những cái lựa chọn mình phải đưa ra từ ngày này sang ngày khác. Và mình sẽ phải liên tục làm những cái công việc đó từ giờ cho đến khi nào mình có thừa tiền để mình không phải đi làm nữa thì thôi. Nhưng mà đấy, nói chung là hãy bền bỉ với các, tất cả những thứ mà mình làm. Thì là tóm gọn lại thì chắc là có ba cái lớn nhất thôi là dũng cảm Uh, có kế hoạch và phải chuẩn bị. Có một cái câu về về Robin, Robin, cầu thủ bóng đá Robin mà em thấy có một người khác nói về Robin đúng không nhỉ? Là tôi không sợ một người biết đá một nghìn phát khác nhau, mà tôi sợ một người đá một nghìn phát, đá một phát một nghìn lần. Bởi vì cái người đá một phát một nghìn lần thì cái xác suất kiểu gần như là trăm phát trăm trúng họ sẽ cao hơn rất nhiều. Thì hãy là người như kiểu one punch man ấy hãy là người tập một thứ và siêu giỏi cái đấy và hãy tìm một thứ mình làm và hãy có kế hoạch cho tất cả mọi thứ anh nghĩ câu vừa rồi là của bruce lee và không nói về robin thật đó cảm ơn em <laughs> cảm, okay. Ơn okay. Okay. Vâng. cảm ơn peter ok và cảm ơn cảm ơn Thank you